Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTC. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 354 anh em nhé. Lục Quân xé vạt áo trước ngực của mình, lộ ra một bộ kim khí bó sát người ở bên trong. Cũng không biết hắn làm như thế nào, màu đen trong nước rửa mặt kia đã bị hắn gắn vào ở trên ngực. Ngay sau đó, một đạo điện quang bạch sắc chợt từ bộ ngực quán phun ra, mang theo thân hình quán nhanh như tia chớp lướt ngang ở trên không trung. Sức bật lần này vô cùng mạnh, khi mà vừa buông lỏng, một tầng áo giáp nhẹ nhàng trong nháy mắt đó đã che trùm lên trên người của Lục Quân. Hơn nữa, hắn còn có vô địch vòng bảo hộ cũng thừa nhận áp lực sinh ra trong không khí đánh vào. Vương Thu Nhi mặc dù đứng vô cùng vững vàng, thế nhưng lần này cũng đang bị hất ra ở trong nháy mắt. Lục Quân ở giữa không trung dịch chuyển với tốc độ quá nhanh, cũng bị đụng mạnh vào trên vòng phòng hộ của đài thi đấu. Có điều nếu không phải có sức bật kinh người như thế, lấy lực lượng của Vương Thu Nhi chỉ sợ không có cách nào thoát được nàng. Phanh một tiếng, Vương Thu Nhi rơi xuống đất, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra trực tiếp đập vào trên mặt đất, cả xung quanh đài thi đấu lại là một trận bụt đất là mù mịt. Ban tổ chức thi đấu nhìn mà sợ hết cả hồn vía, tại sao mỗi lần có cô nương này ra sân, đài thi đấu cũng bị phá hư nhanh như vậy, đây là hứa dưới tình huống vừa được gia cố thêm rồi. Lục Quân bị đụng thất điền bát đảo, khi mà thân thể quán bị bắn ngược mà quay trở về, vô địch phòng bảo hộ đã tự động hộ giải trừ. Mặc dù còn khoảng một giây thời gian, thế nhưng hắn cũng không muốn hao phí thêm một tia hồn lực nào nữa. Lúc này vạt áo trên người quán đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ở khu quan chiến, khi mà nhìn Vương Thu Nhi giống như cắt dừa chém rau đánh bại người khác, hắn luôn luôn là có cảm thấy là người này đó làm không tốt. Thế nhưng mà khi mà chân chính đối mặt với Vương Thu Nhi, cô nương được ca ngợi là đệ nhất cường giả của giải đấu, hắn mới hiểu được đó là loại áp lực như thế nào. Hiện tại hắn đã có thể hiểu được tại sao Đinh Tiểu Bố đối mặt với Vương Thu Nhi phải chủ động nhận thua, áp lực tinh thần quá khổng lồ. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, thế nhưng động tác của hắn cũng không chậm, hồn đạo khí phi hành ở sau lưng bởi vì có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ, cũng không bị hỏng lúc va chạm. Lúc này hắn vội vàng thúc giục nó để bay lên trên một lần nữa, chỉ có kéo sẵn khoảng cách mới có hy vọng. Thế nhưng mà ngay vào lúc này, Lục Quân đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, sau đó hắn thấy khi mà bởi vì mạnh mẽ rơi xuống, nửa thân của Vương Thu Nhi cũng bị lún vào bên trong lòng đất, đang lạnh lùng nhìn hắn, trên tay làm ra một động tác phóng, mũi thương thon dài của Hoàng Kim Long Thương đang đối diện với thân thể của hắn. Lục Quân hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Ở sau lưng cũng một trước ngực của hắn, trong nháy mắt đó có một đạo quang mang chớp qua. Quang mang sau lưng thôi động thân thể của hắn chợt vọt tới phía trước, sau đó hắn hơi điều chỉnh cánh của phi hành hồn đạo khí một chút, làm cho khi mình bay ra, thân thể là chém xéo đi ra ngoài, hơn nữa chém xéo hướng về phía trước giống như là đang trượt lên vậy. Sau đó quang mang trước ngực của hắn sáng lên, đạo quang mang kia chính là thứ lúc trước nàng theo hắn thoát khỏi khống chế của Vương Thu Nhi. Từ hồn đạo khí giống như chậu nước rửa mặt kia phát ra, đạo tia sáng này trực tiếp hướng tới Vương Thu Nhi bắn tới. Lần này mọi người xem chiến rút cuộc thấy rõ, đó là một đạo điện quang màu trắng. Điện quang này tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng khoảng cách điện quang này phát ra dường như là có hạn, chỉ có thể đến khoảng 10 thước. Đối với khoảng cách này của Lục Quân nắm giữ vô cùng tốt. Khi sắp đến trước người của Vương Thu Nhi, mới chợt đem điện quang bạo phát ra. Uỳnh một tiếng, mặt đất rung động, bởi vì mặt đất trên đài thi đấu là một tầng kim khí vô cùng dày kim khí, làm cho khí điện quang trúng mục tiêu, chỉ thấy mảng lớn xả điện nháy mắt đó trắng chợt xuất hiện ra bên ngoài tản mát ra, lan đến tận biên đài ở thi đấu, mà lực đánh vào quá mạnh cũng làm thân thể của Lục Quân chợt bắn ngược lên. Một chiêu này có thể nói chính là công thủ đều tốt. Ưu điểm lớn nhất của Lục Quân chính là luôn luôn kiên định tuân theo chính kiến của bản thân, đó chính là muốn chiến thắng được Vương Thu Nhi phải dùng hết khả năng làm tiêu hao hồn lực của nàng, như vậy mình nhất định phải cùng với nàng kéo giãn khoảng cách. Hồn đạo khí trước ngực này chính là hắn tự nghĩ ra, có thể nói là một sáng tạo độc đáo, tiết là thiểm kích pháo. Mặc dù bị xếp vào phạm vi hồn đạo pháo cấp 6, thế nhưng trên thực tế ở trong vòng 10 thước, lực công kích của nó lại có thể tiếp cận đến gần trình độ hồn đạo khí cấp 7. Chỉ là loại hồn đạo khí này cũng có thiếu sót rõ ràng, đó chính là có lực phản chấn lại quá mạnh mẽ, mà loại lực phản chấn này vẫn không thể nào thông qua phương thức đào thải để giải quyết, như vậy có làm uy lực của thiểm kích pháo giảm đi. Sau khi trải qua vô số lần thí nghiệm thê thảm, Lục Quân mới chế luyện nó thành hình dáng giống như hiện tại, uy lực như cũ, thế nhưng chính hắn cũng muốn thừa nhận lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đánh vào. Nói một cách khác, hắn một kích có thể bay không đem đối thủ đánh bay còn khó nói, thế nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình bay lên. Thế nhưng mà Lục Quân đã biết tất cả đặc tính của thiểm kích pháo, chế tạo ra nguyên bộ hồn đạo khí, tận lực làm cho bản thân không gặp nguy hiểm mà vẫn phát huy ra được uy lực của nó.
Lúc này chữ là như thế, tại sao phải là từ không trung đánh xuống phía dưới? Hắn chính là muốn mượn lực lượng phản chấn của thiểm kích pháo để làm cho mình bay lên cao. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách với Vương Thu Nhi, hắn đã cho là mình thành công. Hơn nữa thiểm kích pháo còn có thể làm cho Vương Thu Nhi gặp tổn thương rất lớn. Nếu như thật sự hoàn thành được mục tiêu này, thì hắn tin tưởng mình vẫn có cơ hội chiến thắng. Một pháo bắn xa, trước mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Nhìn đại lượng tia chớp kia chợt nổ bùng lên trên, đem thân thể của Vương Thu Nhi cắn nuốt. Trong lòng của Lục Quân cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại càng nhiều là buồn bã. Có phải quá độc ác hay không? Uy lực của thiểm kích pháo hẳn là rất rõ. Lúc này hắn đối với Vương Thu Nhi, người trong lòng của mình thầm mềm có một chút lo lắng. Thế nhưng mà rất nhanh hắn đã ngốc trệ. Thân thể của hắn đúng là đang mượn thế bay lên. Thế nhưng mà sau khi điện quang phía dưới tàn đi, hắn không có thấy thân ảnh của Vương Thu Nhi. Tranh tài kết thúc, hạ thủ lưu tình. Âm thanh của bất phá đấu la vang dội toàn trường. Sau đó ông ta đã đến không trung nhìn chằm chằm vào sau lưng của Lục Quân. Đúng vậy, Vương Thu Nhi đang ở chỗ này, chân điểm ở trên hồn đạo khí phi hành sau lưng của Lục Quân, mũi thương của Hoàng Kim Long ngay sát ở sau gáy của hắn. Một thương này cũng không có đâm xuống, cũng không phải nàng nhân từ nương tay, mà là lực đánh vào dữ dội trong nháy mắt đó, nàng cũng cần duy trì tốt thăng bằng trước. Tất cả biến hóa phát sinh quá nhanh, từ Lục Quân lướt đi, tấn công nhanh cho đến lúc trận đấu kết thúc, có điều chỉ qua mấy lần hơi thở mà thôi. Tất cả mọi người nhìn qua, Vương Thu Nhi chỉ làm một chuyện, di chuyển tức thời. Nàng lại có năng lực di chuyển tức thời sao? Trong khu trò chiến, các đội viên của Minh Đô Hồn ở sư học viện từng người quay ra nhìn nhau, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Khi mà Lục Quân cảm nhận được sau gáy rét run, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hắn được bất phá đô la giúp đỡ mới một lần nữa trở lại trên đài thi đấu. Sau đó hắn liền thấy được một tia tiếc hận ở trong mắt của Vương Thu Nhi. Nàng là chỉ là tiếc hận bản thân mình đánh bại ta sao? Thương tiếc ta. Lúc này Lục Quân một chút cũng không có buồn vì bị thất bại, ngược lại có một chút cảm giác đắc ý. Khi hắn thấy trong điện quang kia không có thân ảnh của Vương Thu Nhi, cũng là có một chút cảm giác nhiều chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng không có là thủ tồi hoa. Sau đó hắn đã nghe thấy Vương Thu Nhi giống như lẩm bẩm một câu: sớm biết không ổn định thân thể trước nên đâm xuống. Vương cô nương, hai ta có kiểu oán sao? Lục Quân bị vẫn hỏi. Vương Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn một cái, cao quý lạnh lùng nói: khi ngươi bị ta rút thăm trúng thời điểm đã có. Lục Quân buồn bừng xuống đài, thế nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ, thỉnh thoảng nhìn hướng Vương Thu Nhi. Hắn phát hiện ra mình đối với nàng một chút cũng không hận, làm sao bị ổi như vậy? Hung hăng đánh một mình một cái tát. Lục Quân nhắm hai mắt lại, quyết định không ở đây xem nữ nhân kia. Mọi người trong đuôi cũng là cho thấy đây chính là biểu hiện tự trách của hắn. Rối riêng tới khuyên bảo, dù sao bại bởi Vương Thu Nhi cũng không mất mặt. Kế tiếp hai đội viên Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện đi lên trên đài thi đấu, cũng có thực lực trung đẳng cấp 5 hồn đạo sư. Đối mặt với thế công xấu như cuồng phong bão vũ của Vương Thu Nhi, bọn nó không có biện pháp nào trước sau bị đánh bại. Không biết là bởi vì Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện cùng xử lý các học viện cũng không có mối hận thù cũ, hay là bởi vì bất phá đô la chinh chiến phản ứng kịp thời. Nay hai đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện cũng không bị thương tổn quá lớn đã kết thúc trận đấu, thắng liên tiếp 3 trận, cuộc thi cá nhân 3 phần. Các đội viên của Học viện Minh Đô Hồn Đạo Sư lúc này đã rối rít đứng dậy. Bọn họ vốn đã cũng không có nghĩ tới muốn quyết thắng ở cuộc thi cá nhân, đến vòng bát cường chiến nhất định là muốn quyết thắng thua ở đoàn chiến. Dựa theo phương thức chiến đấu ban đầu, khi mà xử lý các chiến độ đối mặt với Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học viện, Vương Thu Nhi một người thì thắng 3 trận đấu, sau đó chính là cuộc thi đoàn đội quyết định thắng bại. Tiếp theo sẽ dùng đội hình tốt nhất, 6 đội viên có thực lực mạnh nhất tiến hành đoàn chiến trợ giúp Vương Thu Nhi. Với tiết tấu trận chiến như vậy, chiến thuật này cũng coi như không tệ. Đoàn chiến Hồn Đạo Sư Học viện bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong, đây cũng là sở trường mà bọn họ am hiểu nhất. Bọn họ ở chung một chỗ phối hợp đã nhiều năm, hơn nữa quan hệ với nhau cũng vô cùng tốt, quả thực là thân như huynh đệ. Bàn về trình độ ăn ý, bọn họ tuyệt đối vượt qua Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hơn nữa bọn họ còn có đoàn sát thủ mà chỉ có thể thi triển ở trận đấu đoàn chiến. Hơn nữa ba người thi đấu cá nhân cũng không có bị thương thế quá nghiêm trọng, lúc này tất cả đều đã tràn đầy lòng tin, liền đang muốn lên đà thi đấu. Thế nhưng mà bọn họ đã quên một chuyện, dù sao bọn họ cũng không phải là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Người tiếp theo, bất phá đô la trình chiến hướng đến các đội viên của Học viện Minh Đô Hồn Đạo Sư hô. Người tiếp theo cái gì? Mọi người đã chuẩn bị xong đoàn chiến tỏ vẻ mặt mê man. Chiến chiến cũng đã có một chút nghi ngờ, sai bước hướng về bọn họ bên này đi tới. Các ngươi đang làm cái gì đó? Người tiếp theo. Đội trưởng chiến đội Minh Đô Hồn Đạo Sư Học viện là một nam học viên vóc dáng không cao, tướng mạo cũng rất là thanh tú. Da tay của hắn trắng nõn giống như nữ tử. Hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Chiến rồi nói: trọng tài không phải là nên đoàn chiến sao? Làm sao ngài còn không tuyên bố? Khóe miệng của Trịnh Chiến rõ ràng có quắp một chút, trên trán dường như có ba đạo hắc tuyến trong những mắt đó chảy xuống. Nói láo, có mắt nào của các ngươi nhìn thấy đến đoàn chiến? Các ngươi từ lúc bắt đầu thi đấu vòng loại, trải qua bao nhiêu trận đấu để tiến vào vòng bát cường? Cho lẽ nó đến cả quy tắc cuộc thi cũng không biết. Cuộc thi loại cá nhân mới được 3 trận, đoàn chiến cái gì mà đoàn chiến?
Minh Đô đội trưởng nói, thế nhưng mà sau khi thắng 3 trận cuộc thi loại cá nhân sẽ có tư cách yêu cầu đoàn chiến. Trịnh Chiến lúc này bị tức lại cũng trở nên lạnh lùng nhìn hắn rồi nói, là người thắng sao, là các người thắng sao, người ta là xử lý khác không có yêu cầu đoàn chiến, các người từng người đó cũng có xảy ra vấn đề sao? Cái này, đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện lúc này cũng mới nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, cũng không phải là sao, Vương Thu Nhi cũng không có yêu cầu đoàn chiến, người chơi chúng ta. Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện nhìn Vương Thu Nhi đang dùng hai cái bình sữa khôi phục hồn lực ở trên đài thi đấu, không nhịn được mà bật thốt lên, âm thanh cũng rất lớn. Dĩ nhiên hắn cũng không biết là sáu bằng hữu bên cạnh hắn sau khi nghe lời này, phản ứng đầu tiên cũng là trong lòng theo bản năng gieo hò, chơi ta đi, chơi ta đi. Vương Thu Nhi cũng sửng sốt một chút, nàng cũng có một chút buồn bực, bởi vì các đội viên của Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện này cũng không thể làm cho nàng sinh ra cảm giác kiêu hãnh, hạ tổ cũng chưa có quyết tuyệt, mà bất phá đấu la lại càng theo dõi nàng rất chặt, thế cho nên ở trong trận đấu nàng vẫn không có cơ hội ra tay độc ác làm đối phương giảm đi lực chiến đấu, không có đạt tới mục tiêu, hơn nữa nàng tiêu hao cũng không lớn, nên vẫn đang chuẩn bị đẹp cuộc thi loại cá nhân tiếp tục, ai biết đối phương nói sao lời như thế. Sát khí ngay lập tức liền từ trong mắt của Vương Thu Nhi tràn ra bên ngoài, hai mắt híp lại, hơi thở lạnh như băng đã khóa trên người của Minh Đô đội trưởng. Đội trưởng Minh Đô Hồn Đạo Sư Học Viện chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lại là hô lên một câu làm người ta sợ khóc sợ cười. Ngươi đừng có làm loạn, vừa nói hắn còn hướng về bất phá đấu la bên cạnh né tránh. Tên này... Trên đài chủ tịch đặc biệt đặt truyền âm thiết bị có thể nghe được âm thanh ở trên đài thi đấu. Nghe vị Minh Đô đội trưởng này nói, Nhiếp Chính Vương từ thiên nhiên cơ mặt cũng đã mãnh liệt co rúm, đây cũng đã quá mất mặt rồi. Minh Đức đường chủ cách đó không xa về mặt nghiêm túc chỉnh trọng, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút hả hê. Đội trưởng ngày chưa nói. Lục Quân ở bên cạnh đụng đụng đội trưởng của bọn họ, đụng ta xong rồi sao, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta? Một cái tát của đội trưởng đã đánh ra. Đại tỷ, ta nào dám chiếm tiện nghi của ngài. Lục Quân muốn khóc, những đội viên khác cũng đã rối rít tản ra. Nữ Vương Thu Nhi cũng sững sờ. Minh Đô đội trưởng này thế nhưng sống Vương Đông Nhi, cũng là nữ giả trong nam. Ta lên, các ngươi chuẩn bị đoàn chiến cho tốt, chờ ta thắng, chúng ta thu thập bọn họ. Lục Quân còn chưa kịp giữ, vì đội trưởng này của bọn họ đã lên đài rồi. Lên đài thi đấu, Minh Đô đội trưởng trực tiếp xài bước đi tới hướng về Vương Thu Nhi, vừa đi còn thả ra khí thế của mình. Rất nhanh, nàng đã đến trước mặt của Vương Thu Nhi. Sau khi nàng dùng sức hếch bộ ngực của mình lên, thì theo bản năng lùi lại mấy bước, nói một câu làm sát khí của Vương Thu Nhi trong nháy mắt đó biến mất. Ngươi phỏng phao như vậy làm gì? Minh Đô đội trưởng vẻ mặt căm phẫn nói, sau đó ánh mắt của nàng rõ ràng là chăm chú nhìn vào trước ngực của Vương Thu Nhi. Thân hình vị Minh Đô đội trưởng này so sánh với vóc người thon dài của Vương Thu Nhi thì thấp hơn một cái đầu, tầm nhìn vừa vặn đúng vào trước ngực của Vương Thu Nhi. Ở trên đài thi đấu, vẻ mặt của Vương Thu Nhi lần đầu tiên có biến hóa, bởi vì câu nói của đối phương quá đột ngột, một vòng đỏ ửng trong nháy mắt đó đã chiếm hữu kiềm nhàm của nàng. Nàng cùng với Vương Đông Nhi có dung nhan giống nhau như đúc, vốn là cực kỳ đẹp, khuôn mặt ửng hồng này càng giống như một đóa mẫu đơn nở rộ diễm lệ. Người muốn chết hay sao? Hoàng Kim Long Thương trong tay của Vương Thu Nhi cơ hồ là vung lên ngay sau một khắc. Tuy nói Minh Đô đội trưởng này cũng là thật nữ nhân, thế nhưng lời này của nàng cũng đã quá lưu manh rồi. Đừng xem cái kia Minh Đô đội trưởng dường như có một chút khinh suất, thế nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Trong nháy mắt bắn người nhảy lùi lại, đã tránh qua, tránh né một thương này. Nàng cũng không có phản kích, cũng lập tức xoay người nhìn về phía bất phá đấu la Trịnh Chiến. Trong tay nàng phạm quý, trận đấu còn chưa bắt đầu nàng đã xa tay. Ai nói nàng ngu, thời điểm mấu chốt nàng so sánh với bất luận kẻ nào đều khôn khéo hơn. Thân thể Trịnh Chiến chật lóe, đã chắn trước hai người, nhìn về phía Vương Thu Nhi trầm giọng nói, cảnh cáo ngươi một lần, nếu tiếp tục phạm quy sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của ngươi. Minh Đô đội trưởng nhất thời dương dương đắc ý nở nụ cười, có điều nụ cười này của nàng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra. Trịnh Chiến đã xoay người lại về mặt âm trầm rồi nói, ngươi cũng nên chú ý ngôn ngữ của mình, ngươi chính là đại biểu cho hình tượng của Minh Đô, nói những từ ngữ không công kích đối thủ kia, ta cũng vậy, phán người mất đi tư cách thi đấu. Minh Đô đội trưởng méo miệng rồi nói, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Bắt đầu đi, để cho ta đánh bại nàng không phải được rồi sao? Hai bên báo xanh, sắc mặt của Trịnh Chiến khó coi nói, sư lê khắc Vương Thu Nhi, Minh Đô, Tử Thiên Chân. Nghe được cái tên này coi như là thấy tính cách của Vương Thu Nhi, khóe miệng cũng không khỏi bị co quắp một chút, thiếu chút nữa là bật cười. Người này thật sự đúng là người cũng như tên, rất ngu, rất ngây thơ. Hai bên lùi về phía sau, Trịnh Chiến quát lên, ta rất lợi hại, người nhất định là phải thua. Từ Thiên Chân hướng về Vương Thu Nhi sơ lên quả đấm nhỏ so đo, lúc này mới xoay người hướng bên phía đài thi đấu của mình đi đến.
Vương Thu Nhi căn bản cũng không có để ý tới Từ Thiên Chân, tay cầm Hoàng Kim Long Tướng đi thẳng về phía ngược lại. Có những sự kiện nhỏ nhặt này liên tiếp, làm cho hồn lực hiện tại của nàng cũng khôi phục không ít. Phong cách chiến đấu của Vương Thu Nhi cũng hầu hết hồn xưa cũng không giống nhau. Phương thức chiến đấu của nàng chính là hoàn toàn lấy chính mình làm trung tâm, nói chính xác chính là bằng vào chiến ý mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, vĩnh viễn không có ý nghĩa chiến bại, lúc nào cũng có thể bộc phát tiềm năng của bản thân. Đối thủ càng mạnh, tiềm năng bị nàng kích phát lại càng nhiều, cũng càng lợi hại. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của nàng, vĩnh viễn coi rẻ đối thủ. Đây chính là chiến lược của nàng. Sự kiêu ngạo của nàng căn bản là xuất phát từ trong xương.